Hết Tết nhưng Shopee.com vẫn còn Tết anh em ơi. Nếu anh em đang có nhu cầu mua ngọc X7 đủ 10 server, mua vàng X cao nhất thị trường và có rất là nhiều dịch vụ. Ngoài ra đang có chương trình mua nick được khuyến mại thêm vàng này. Đó, rất là nhiều nick luôn. Đặc biệt hơn có cả bán nick Free Fire này, bán nick Đương Quân. Ngoài ra có thêm khu vực mua sắm chỉ từ là một nhẹ nhàng. Thôi anh em lại bảo mình phá phím. Đấy. Thì ngày hôm nay nhá, thì mình sẽ làm một cái điều cực kỳ là quan trọng đối với những anh em gọi là chơi game nhá. Thật sự không biết là cái điều này nhiều anh em có làm như mình hay không. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là cái này thì thật sự nó rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn là cái việc mà anh em gọi là có nhiều ngọc anh em mua cải trang anh em ạ. Nhưng mà để mà anh em có chỗ để anh em để cải trang thì nó lại là cả vấn đề. Chẳng lẽ bây giờ anh em mua cải trang anh em lại giao dịch cải trang sang nick khác đúng không? Đấy là điều không thể. Đấy, thì hôm nay sẽ là một cái video mình sẽ mở cái hành trang cũng như là rương đồ hiện tại của mình nha. Thì mình cũng có mở cái rương đồ của mình, nó lên được 21 ô rồi. Đấy, cái rương đồ được 21 ô, trước hình như được 20, mở được đúng thêm đúng một cái. Đấy, còn cái rương, cái gọi là cái trang bị á, đây là cái mục hành trang này thì nó được 26 ô thì mình cũng mở tương đối rồi. Hôm nay thì mình có ở đây là khoảng 2 tỷ vàng với lại X99 thỏi, với lại X99 thỏi đây. Đấy, mình sẽ tiến hành mở rương đồ của mình xem mình mở khoảng vài tỷ vàng xem nó thế nào anh em nhá. Đấy, tại vì là sắp tới là cái nick của mình nó cũng gọi là chứa được nhiều thứ đấy. Ví dụ như đồ các kiểu thì mình đỡ phải giao dịch qua nick khác cho nó mất thời gian làm mất công. Đấy, nó kiểu là mất công anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành là qua đây để mình mua cái ô rương này nhá mọi người nhá. Đấy, ok. Đấy, rương đồ. Trước thì mình mở như mất 50 triệu, mỗi lần thì như tăng lên 50 triệu người ạ. Đấy, trông thế này thôi, chứ anh em mình kiểu nick anh em mình nó càng VIP, anh em chứa nhiều đồ á, thì thật sự là anh em phải mở này đây anh em ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mở rương nha anh em nhé. Mình mở từng cái ô một để xem cái sự thay đổi nha. Đầu tiên là một ô đầu tiên này, thứ hai là chúng ta 150 triệu, mỗi lần thì chúng ta sẽ lưng mất khoảng thêm là 50 triệu nữa nha. Tức là nó cộng dồn vào đấy anh em ạ. Đấy. Ngày thường như mua sắm giá Tết em ơi, nếu anh em muốn giải trí hoặc là mua sắm giá Tết thì anh em để truy cập vào sukengaurong.com nhá. Click 1 triệu bán giá 10k này, ngoài ra có khu vực mua sắm chỉ từ là 500 đồng thôi. Đặc biệt hơn là có rất là nhiều gian doom cho anh em. Ngoài ra thì bán vàng, bán ngọc là phá giá cho anh em trong dịp Tết nhá. Đặc biệt hơn dưới này cực kỳ là nhiều gian doom cũng như là vòng quay cho anh em chơi nhá. Thì anh em có thể lên shop của mình trải nghiệm chỉ với 500 đồng thôi. Khá là mẹ nó căng luôn. Đấy. Từ lẽ giờ là chúng ta bay 1 tỷ vàng đấy. Ôi dồi ôi. Mà ở đây nó không báo là dương ô bao nhiêu nhỉ? Nó chỉ báo là thêm một ô nữa thôi. Đấy. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, 450 triệu à. Để xem nào, về nhà xem được bao nhiêu ô. Ở đây chúng ta là 28 ô rồi người ạ, 28 ô. Cố gắng cho lên 50 ô, à cho lên 30 ô đi, cho nó đẹp. Ok, mình sẽ cho em nó lên 50 ô nhé mọi người nhá. Đấy, chúng ta sẽ lên 50 ô. À, chúng ta sẽ lưng lên 50 ô đi để mình bán cái thỏi vàng của mình đi. Đấy, bán nhiều này, mình sẽ nhập số lượng bán, mình sẽ bán 50. Đó, anh em thấy không? Bán cực kỳ là phê luôn. Đó, nhanh gọn lẹ luôn, quá là ba phê. Đấy, rất là nhiều bạn hỏi về cái phiên bản tool mình đang chơi thì cái tool này thì để sau mình chia sẻ cho anh em. Trước mắt là đang chơi một mình anh em ạ. Đấy. Ok. Ai là bán nói chung là tốc độ bán khá là nhanh đấy anh em ạ. Đấy. Rồi, từ từ, sắp được rồi, sắp được rồi. Đấy, ok, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 rồi, 1 tỷ 9 rồi. 1 tỷ 9, 2 tỷ, ok, xong. Rồi, tại mình đã có ở đây là 1 tỷ 9 rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành là mở tiếp mọi người nha. Mình sẽ mở phát nữa này, ô phát nữa này. Đấy, 500 triệu này. Ôi trời ơi, mẹ. 30 ô rồi, trước mắt chúng ta sẽ 30 ô ở đây nhá. Có 30 ô đây, chứa được nhiều phết anh em ạ, trông thế thôi. Đó, mình vất cải trang này, test thứ vào. Mẹ vẫn thừa đầy cái luôn. Đấy, nói chung là cực kỳ là phê. Ok, thì ngày hôm nay tiện thì mình còn khoảng tỷ vàng đây, rảnh.
Ok, chúng ta sẽ mở được cái ô hành trang rồi. Với lại bây giờ mình cái ô này nó khá là xấu. Mình sẽ cái này cũng cho 30 ô nữa mọi người nhá. Đấy. Mỗi bên là 30 ô. Mỗi năm thì mình mở thêm một ít ô nữa thì nó cũng được. Nói chung là kiểu gì mình cũng dùng mà. Tại vì mình xác định là chơi game này nó lâu dài cho nên là mình mở. Đấy, ok này. Đấy, ok này. Tiếp tục này. Một. Ok, mỗi bên là chúng ta được 30 à cái này mới được 29 thôi này. Ok, 29, một thêm phát nữa, nghìn ngọc, ok. Rồi, 30 rồi anh em nha. Rồi, chúng ta còn 1 tỷ vàng. Tiện đây thì mình sẽ giã cái găng hủy diệt. Đấy, đập luôn găng hủy diệt này. Đấy, còn 1 tỷ vàng, giã lốt xem lên được level bao nhiêu anh em nhá. 5 triệu vàng, 1 tỷ vàng xem chúng ta sẽ lên được. Ui, phát lên luôn này anh em này. Ôi, phát thứ hai lên luôn này. Ảo thế. Ôi rồi, thế này thì bao phê anh em ơi. Anh em nghĩ lên được 4 sao, mình nghĩ comment phía dưới nha. Clip sau chúng ta sẽ thực hiện nha.